Hello, xin chào các bạn đã đến với Review 5 phút. Trong diễn biến những tập tiếp theo Đồ La Đại Lục, sau khi tạm trở về Đại Lục, do tình hình chính trị bất ổn, cho nên Sử Lai Khắc Thất Quái đã nhanh chóng gia nhập đội quân của Thiên Đấu Đế Quốc. Nhiệm vụ trong những cuộc chiến đấu đầu tiên của bọn họ là ở phía sau tiền tuyến, bảo vệ chu toàn kho lương thực cho đại quân. Đấu đá cùng Vũ Hồn Điện bao nhiêu năm nay, Đường Tam chính là hiểu rõ đối phương nhất. Bỉ Đông nhất định không chịu ngồi yên mà sẽ tìm cách phá hủy kho lương thực. Có một cái cơ hội tốt như vậy, có thể làm đối thủ không công tự nhiên tàn rã, nàng có thể bỏ qua hay sao? Và không nằm ngoài dự đoán của Đường Tam, hắn chính là dự liệu như thần. Khi cuộc chiến vừa nổ ra, Bỉ Đông đã cho người âm thầm đi cắt đứt lương thực chi viện cho tiền tuyến. Và nhiệm vụ lần này, nàng cử Cúc Đố La đi phá bao thóc trọc bị gạo, phóng hỏa đốt lương thực. Bỉ Đông đối với lần hành động này là cực kỳ coi trọng, tổng cộng phái ra 500 danh cường đại hồn sư, chia làm 10 cái tiểu đội, lặng lẽ vượt qua đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc, phòng qua phía sau. Dưới sự trinh sát cũng như tốc độ nhanh chóng của Bạch Trầm Hương và người của Mẫn Chi Nhất Tộc, Đường Tam đã rất nhanh xác định được vị trí của Cúc Đấu La cùng 49 tên hồn sư đang men theo đường vòng ra phía sau Thiên Đấu Đế Quốc tiến đến vị trí kho lương. Nguyệt Quan từ sau khi Quỷ Đấu La bị lấy mạng, tâm trạng hắn vẫn không được tốt. Trong đầu hắn không khỏi xuất hiện bóng dáng của người kia, cho dù đã trải qua một đoạn thời gian không ngắn, nhưng hắn vẫn là không thể quên cảnh tượng Quỷ Đấu La bị chuôi hoàng kim tam gia kích kia xuyên thủng ngực trực tiếp mất mạng. Bỉ Đông nói người kia là Đường Tam, nhưng Nguyệt Quan cũng không thể nào tin tưởng như thế. Đường Tam mới bao nhiêu tuổi? Bất quá chỉ mới hơn 20 mấy tuổi, hắn như thế nào lại có thực lực có thể trong nháy mắt cướp đi sinh mạng của Quỷ Đấu La cơ chứ? Người kia tới cùng là ở nơi nào? Nếu như hắn là người của Thiên Đấu Đế Quốc, lần này nhất định sẽ theo đại quân mà xuất chinh. Lão quỷ à lão quỷ, không biết ta có cơ hội vì ngươi mà báo thù không? Quả nhiên ông trời có mắt, cho hắn cầu được ước thấy. Đường Tam lúc này xuất hiện cùng Mã Hồng Tuấn chặn đầu hắn, 49 danh hồn sư mà mình mang theo. Lúc này mỗi người đều có một tư thế thiên kỳ bách quái, ngưng động giữa không trung. Trên thân thể mỗi người đều bị một tầng thủy tinh trong suốt màu đỏ nhạt bao vây. Hồn kỹ thứ 8 Lam Ngân Tà Ma Hồ Kình Kính Chi Diệt trong nháy mắt đã tiễn 49 tên hồn sư trên 50 cấp của Vũ Hồn Điện đi chầu Diêm Vương mà không xảy ra một tiếng động. Một màn này nhìn qua sao mà quen mắt như vậy? Cứ việc Nguyệt Quan đối với người kia là vô cùng thống hận, nhưng ngay lúc này nỗi thống hận đó hoàn toàn biến thành sợ hãi. Tim của hắn đang run rẩy, căn bản là không có ý niệm vì Quỷ Đấu La mà trả thù. Trên đạp Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, thân thể hóa thành một đạo lưu quang kim sắc, trong nháy mắt hướng về phía xa xa bỏ chạy. Người kia ngay cả hồn hoàn của Giáo Hoàng Đại Nhân cũng dám đoạt lấy, càng có khả năng trong nháy mắt lấy mạng Quỷ Đấu La, huống chi là chính mình. Cúc Đấu La lúc này vô cùng khẩn trương, một tiếng ầm ầm bùng nổ vang lên. Mã Hồng Tuấn toàn thân tràn ngập hỏa diễm thiêu đốt hừng hực đang chắn ngang đường chạy của hắn. Chứng kiến 8 cái hồn hoàn trên người Mã Hồng Tuấn, Nguyệt Quan cũng không có thời gian mà giật mình. Đóa Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc trong tay chợt bay nhanh ra phóng thẳng về phía đối phương. Bằng vào thực lực phong hào Đấu La của hắn, một kích vừa chạy trốn chết vừa thi triển này, uy lực tương đương kinh khủng. Mà lúc này Đường Tam xuất hiện cầm trong tay tam xoa kích, không chỉ dễ dàng hóa giải một đòn kia mà còn đánh bay Cúc Đấu La nằm sõng xòa trên mặt đất. Ngươi! Người qua liên tiếp lùi về phía sau vài bước, nhìn Đường Tam miệng lắp bắp. Thật là ngươi, Đường Tam! Nhìn thấy thanh kích kia, trong lòng hắn kinh ngạc nối tiếp sợ hãi. Lần này khi gặp lại, thực lực của Đường Tam đã thay đổi chóng mặt. Giờ đây, hồn lực đã đột phá 93 cấp, Cúc Đấu La này mấy lời vô nghĩa. Song trước khi chịu trận dưới tay Đường Tam, đã thỉnh cầu hắn có thể hay không nói cho mình biết tại sao ngươi một cái hồn hàn cũng không có, nhưng lại có thể sử dụng ra thực lực cường đại đến như thế. Vừa nói, thanh hải thần tam xoa kích trong tay Đường Tam chậm rãi chỉ về phía trước. Từ trên người hắn, 9 cái hồn hoàn, mỗi một cái xuất hiện đều làm cho không khí trở nên ngưng trọng thêm vài phần. Khi cả 9 cái hồn hoàn đều đã xuất hiện toàn bộ xung quanh thân thể Đường Tam, không chỉ là Nguyệt Quan sợ ngây người, mà ngay cả Mã Hồng Tuấn đang đứng một bên cũng đã trợn mắt há miệng. Càng kinh khủng hơn, hiện tại Đường Tam đã sở hữu tới 12 cái hồn hoàn trên cả hai vũ hồn. Trong đó vũ hồn Lam Ngân Thảo hồn hoàn gồm 5 đen 4 đỏ, vũ hồn Hạo Thiên Truy hồn hoàn gồm 1 đỏ 2 đen. Hơn nữa, một điểm khiến sức mạnh của Đường Tam trở nên vô cùng cường đại chính là khối hồn cốt tay phải của Tiểu Vũ. Lúc này đã được thay bằng khối hồn cốt của Thiên Thanh Ngưu Mãng. Khối hồn cốt này năng công kích vô cùng mạnh mẽ. Càng đặc biệt hơn, sau khi có thêm được khối hồn cốt tay trái của Thái Thản Cự Viên, Đường Tam sau khi kết hợp nó cùng với Hạo Thiên Truy đã khiến vũ hồn thứ hai này gia tăng thêm uy lực, khiến khả năng oanh tạc của nó trở nên vô cùng khủng bố. Nguyệt Quan chỉ cười khổ, đến lúc này rồi hắn đã buông xuôi hết tất cả các đố kỵ, cùng với khát vọng sinh tồn, đem đấu trí cùng với hồn lực của mình hoàn toàn thiêu đốt. Trong trận chiến vừa rồi, Đường Tam là dốc hết sức mà hoàn thành. Chuẩn xác mà nói là hắn sử dụng một cái hồn kỹ thứ 8 cùng với 2 cái hồn kỹ thứ 9 đã xóa bỏ khỏi thế giới này một gã phong hào Đấu La cùng với gần 50 tên hồn sư cường giả. Cả quá trình cũng chỉ tốn không đến 15 phút, gọn gàng dứt khoát. Đường Tam quả là quá bá đạo đúng không các bạn? Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.